Khi nói đến điểm đón Tết đầu tiên của Việt Nam, thực tế là chúng ta đang nói đến điểm cực đông của nước ta, nơi đón ngày mới sớm nhất theo đúng nghĩa địa lý. Và trong video ngày hôm nay thì chúng ta không chỉ có vậy, câu chuyện ngày hôm nay sẽ nói đến những điểm cực địa lý của nước ta. Đâu là điểm cực đông, đâu là điểm cực tây, đâu là điểm cực nam và đâu là điểm cực bắc. Thậm chí có những vị trí có đến hai điểm cực ở trên đất liền và trên biển. Tất cả sẽ được đề cập đến trong câu chuyện ngày hôm nay. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về điểm cực đông, có nghĩa là điểm đón bình minh sớm nhất, đón ngày mới sớm nhất của Việt Nam chúng ta. Thì điểm cực đông của Việt Nam chúng ta phân chia thành hai điểm, đó là điểm cực đông ở trên đất liền và điểm cực đông ở trên biển. Điểm cực đông ở trên đất liền đó là Mũi Đôi. Mũi Đôi nằm trên bán đảo Hòn Gốm thuộc xã Vạn Thạnh của huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Mũi Đôi thì nằm cách thành phố Nha Trang khoảng 80 cây số và cách thành phố Tuy Hòa khoảng 35 cây số. Mũi Đôi còn có một tên gọi khác gần giống như vậy, đó là Mũi Đồi, vì ở đây có rất là nhiều đồi mồi sinh sống. Khu vực mũi đất này thì địa hình cao, đá rất là lởm chởm, có các cồn cát ở xung quanh, rừng hoang sơ còn rất là nhiều và hầu như không có cư dân. Cách đây gần chục năm thì chính quyền tỉnh Khánh Hòa đã bắt đầu cho xây dựng một cột mốc đánh dấu điểm cực đông của nước ta. Và khi công trình này hoàn thành thì đó là một điểm check-in thu hút được rất nhiều sự chú ý. Công trình này là một chóp đá hoa cương hình tam giác đều. Trên cột có khắc dòng chữ Mũi Đôi, Hòn Đôi, mở ngoặc Hòn Đầu, điểm cực đông trên đất liền, đi kèm với tọa độ của điểm này. Đang có những sự tranh cãi và những sự tranh cãi này đôi khi tạo ra những cuộc tranh luận không ngớt trên các website về du lịch và trải nghiệm. Đó là việc hai tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên đã từng có tranh cãi về việc điểm cực đông trên đất liền của lãnh thổ Việt Nam liệu có phải là Mũi Đôi của Khánh Hòa hay không, hay đó là Mũi Điện, còn gọi là Mũi Đại Lãnh của tỉnh Phú Yên. Kết quả đo đạc cho thấy thì đúng là Mũi Đôi của Khánh Hòa nằm ở phía đông nhiều hơn so với Mũi Điện. Sở dĩ lại xuất hiện tranh cãi này bởi vì có ý kiến cho rằng ở Mũi Điện thì đón bình minh sớm hơn Mũi Đôi. Thực tế là do trục trái đất nghiêng 23,5 độ, thế nên Mũi Điện là nơi đón mặt trời trong ngày đầu tiên ở vị trí trên đất liền của Việt Nam. Còn về tọa độ cụ thể, tọa độ chính xác thì Mũi Đôi vẫn là điểm cực đông trên đất liền của Việt Nam và không có bất kỳ một tranh cãi nào ở đây cả. Ngoài ra chúng ta còn có điểm cực đông ở trên biển, đó là Hải Đăng Tiên Nữ thuộc quần đảo Trường Sa, huyện Trường Sa và cũng thuộc tỉnh Khánh Hòa. Đây không chỉ là nơi đón ánh bình minh mỗi ngày đầu tiên của Tổ quốc, mà thực tế tính theo thời gian thì ngày mới của cán bộ chiến sĩ trên đảo cảm nhận được cũng sớm hơn so với những nơi khác trên đất liền khoảng 1 giờ đồng hồ. Đá Tiên Nữ cách cụm sinh tồn khoảng 100 cây số về phía nam, cách quần đảo Trường Sa khoảng 300 cây số về phía đông. Về bản chất địa lý, đá Tiên Nữ không phải là một hòn đảo mà là một dạng san hô. Dạng san hô đá Tiên Nữ có hình dạng tam giác với chiều dài ba cạnh lần lượt khoảng 3,3 km, 5,7 km và 6,7 km. Khi thủy chiều xuống còn 0,1 m thì toàn bộ vành mép ngoài san hô đều nổi cao lên khỏi mặt biển. Tổng diện tích của dạng san hô vòng này là vào khoảng 15,56 km2. Việt Nam ta đã sớm khẳng định chủ quyền tại vùng đất này. Và đến năm 2000, Việt Nam đã xây một ngọn hải đăng ở phía đông của đá Tiên Nữ. Hải đăng này cao 22 m, toàn bộ sơn màu vàng chanh, có khối đế là một tòa nhà 3 tầng. Tầm hiệu lực của ban ngày là 14 hải lý, còn ban đêm là 15 hải lý. Hải lý còn có tên gọi khác là dạng biển. Theo quy ước quốc tế, một hải lý bằng 1.852 mét. Như vậy, tầm quan sát là 26 cho đến trên 27 km một chút. Theo những trải nghiệm của các đoàn cán bộ ra Hải Đăng Tiên Nữ, dù bắt đầu ngày mới sớm hơn so với đất liền khoảng 1 giờ đồng hồ, nhưng thực tế, cuộc sống của cán bộ chiến sĩ ở trên đảo vẫn bình thường như nhiều nơi khác. Tại nhà đa năng, nơi các cán bộ chiến sĩ sinh hoạt ăn uống, nghỉ ngơi và luyện tập thể dục thể thao, còn có khá nhiều cây và hoa cảnh. Trên đảo khí hậu khắc nghiệt, thời tiết thường xuyên nắng nóng nên việc chăm sóc, duy trì cây hoa sinh trưởng được là một vấn đề lớn, cho thấy quyết tâm lớn của cán bộ và chiến sĩ ở trên đảo. Đặc biệt, do vị trí địa lý xa xôi nên đảo cũng là chỗ dựa vững chắc của nhiều người ngư dân khai thác thủy sản trong vùng biển thuộc quần đảo Trường Sa của nước ta. Mỗi năm có hàng trăm lượt ghe thuyền đánh bắt hải sản của ngư dân các tỉnh miền Trung tới đảo ký giấy hỗ trợ để được hưởng chế độ trợ cấp xăng dầu với các ghe thuyền đánh bắt khơi xa. Có thể nói, đây là một điểm rất thiêng liêng của Tổ quốc ta. Đi hết điểm cực đông ở trên đất liền và điểm cực đông ở trên biển, những nơi đón ngày mới sớm hơn so với những vị trí khác ở trên đất nước, thì chúng ta sẽ đến với điểm cực bắc. Điểm cực bắc của nước ta
chính là Lũng Cú nằm trên cao nguyên Đồng Văn, cách trung tâm của huyện Đồng Văn khoảng hơn 20 km về phía Bắc và cách thành phố Hà Giang khoảng 200 km. Điểm cực Bắc ở xã Lũng Cú, phía Đông và phía Tây cũng như phía Bắc thì giáp với Trung Quốc với đường biên giới dài 16,5 km. Phía Nam là một xã gọi là xã Má Lé. Lũng Cú thì nằm ở khu vực có độ cao lớn, khi vào mùa đông thời tiết rất lạnh và thi thoảng có tuyết rơi. Biểu tượng của Lũng Cú đó là cột cờ Lũng Cú nằm trên đỉnh Lũng Cú. Cột cờ này có độ cao gần 1.500 mét so với mực nước biển. Thực tế thì cột cờ Lũng Cú không nằm chính xác ở điểm cực Bắc mà vẫn còn nằm cách điểm cực Bắc khoảng hơn 3 km nữa. Từ trên đỉnh cột cờ nhìn xuống đất có hai ao nước, hai bên núi quanh năm không bao giờ cạn, được gọi là mắt rồng, là nguồn nước cho bà con dân tộc ở đây sử dụng. Nói về xã Lũng Cú thì xã này có diện tích là 33,96 km2, dân số là gần 5.000 người. Tại sao lại có tên gọi là Lũng Cú thì có ý kiến cho rằng tên gọi đúng của Lũng Cú phải là Long Cổ hoặc là Long Cư. Long Cư nghĩa là nơi rồng ở. Lũng Cú có nghĩa là thung lũng rồng. Chữ Lũng đọc theo âm Quảng Đông có nghĩa là rồng, còn chữ Cú đọc theo âm Quan Thoại có nghĩa là thung lũng. Bởi vì đây là vùng đồi núi có nhiều thung lũng, thành ra gọi là thung lũng rồng thì nghe có vẻ cũng rất hợp lý. Bên cạnh đó, Lũng Cú còn bảo lưu được những hiện vật lịch sử, những văn hóa quý tiêu biểu từ thời Hùng Vương. Đến thời Tây Sơn thì theo sử sách ghi chép lại, Hoàng đế Quang Trung đã cho đặt ở nơi biên ải này một chiếc trống đồng rất lớn. Thời đó, tiếng trống là phương tiện thông tin nhanh nhất. Vị trí đặt trống của nhà vua là trạm biên phòng tiền tiêu Lũng Cú bây giờ. Chính vì vậy nên người ta cho rằng, người Lô Lô ở Lũng Cú sử dụng thành thạo trống đồng cũng có nguồn gốc từ trống đồng Đông Sơn ngày xưa. Có nơi đón bình minh sớm nhất thì phải có nơi đón bình minh muộn nhất. Và đó chính là những điểm cực Tây của Việt Nam chúng ta, bao gồm có điểm cực Tây trên đất liền và điểm cực Tây ở trên biển. Điểm cực Tây ở trên đất liền là Apa Chải, chính là ngã ba biên giới của Việt Nam, Trung Quốc và Lào, gồm các tỉnh Điện Biên của Việt Nam, Vân Nam của Trung Quốc và Phong Sa Ly của Lào. Apa Chải là một bản thuộc xã Xìn Thầu thuộc huyện Mường Nhé của tỉnh Điện Biên. Và ở đây thì có đồn biên phòng Apa Chải cùng tên. Nằm ở phía tây bắc của bản Apa Chải cỡ 8 cây số theo đường thẳng là đỉnh Khoan Lan Sa. Đỉnh này cao 1.864 mét so với mực nước biển. Đây là điểm cao đặt cột mốc biên giới ba nước Việt Nam, Trung Quốc và Lào. Nơi đây cũng là một điểm nữa được mệnh danh là một con gà gáy cả ba nước đều nghe thấy. Điểm này thì cách tỉnh lỵ Điện Biên Phủ khoảng 250 cây số. Nơi đây chủ yếu là người Hà Nhì và một số dân tộc thiểu số khác sinh sống. Apa Chải trong tiếng Hà Nhì có nghĩa là vùng đất bằng phẳng và rộng lớn. Ngày nay, Apa Chải không phải là một địa danh xa lạ. Rất nhiều đoàn khách từ khắp nơi đã tìm đến đây để có những trải nghiệm mới lạ về ngã ba biên giới này. Apa Chải cũng sở hữu những khu rừng nguyên sinh hoang sơ với động vật và thực vật đa dạng cùng với nét văn hóa đặc trưng của bà con dân tộc thiểu số. Và chúng ta còn có điểm cực Tây ở trên biển, nơi đón ngày mới muộn nhất của cả nước. Đó là bờ phía Tây của đảo Thổ Chu, thuộc quần đảo Thổ Chu, Phú Quốc, Kiên Giang và nằm trong vịnh Thái Lan. Đảo Thổ Chu nằm cách đảo Phú Quốc và thành phố Rạch Giá lần lượt là 102 km và 220 km. Đảo Thổ Chu cũng cách mũi Cà Mau 157 km. Đây là hòn đảo có môi trường thiên nhiên tươi đẹp với những dạng san hô ở mật độ rất cao, có bãi cát trắng mịn ven đảo và những cánh rừng hoang sơ. Ở đây người ta thống kê được có 99 loài san hô. Tên gọi của đảo Thổ Chu được cho là do chúa Nguyễn Ánh đặt trong thời kỳ Bôn Tẩu, vốn gọi là đảo Thổ Châu. Chắc chắn là ông không bao giờ gọi đảo này là đảo Thổ Chu vì kỵ húy tổ tiên của mình đó là chúa Nguyễn Phúc Chu nên không dùng từ Chu. Sau này khi mà chúng ta giải phóng miền Nam và tiếp quản đảo Thổ Chu thì đọc chệch lành đảo Thổ Châu. Những điểm cực Nam của nước ta cũng có điểm cực Nam trên đất liền và điểm cực Nam ở trên biển. Điểm cực Nam ở trên đất liền đó chính là mũi Cà Mau, còn có tên gọi khác là mũi Bãi Bùng nằm ở xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Đây cũng là nơi kết thúc của tuyến đường quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh, nên vẫn được coi là vùng đất linh thiêng, mang rất nhiều dấu ấn về địa lý, lịch sử của đất nước. Đất mũi Cà Mau một bên là Biển Đông, còn một bên lại là Vịnh Thái Lan như một bán đảo nhô ra. Và cực Nam của nước ta chắc chắn sẽ còn nam tiến rất nhiều, bởi vì tỉnh Cà Mau là vùng đất tạo thành sau cùng trong quá trình bồi lắng phù sa hình thành đồng bằng sông Cửu Long. Ngày nay, mũi Cà Mau vẫn là vùng bãi bồi tập trung lớn nhất, bồi lắng nhanh nhất và nhiều nhất ở Nam Bộ.
Và cuối cùng, chúng ta có điểm cực nam ở trên biển. Điểm cực nam ở trên biển chính là An Bang thuộc quần đảo Trường Sa, huyện Trường Sa của tỉnh Khánh Hòa. Đảo An Bang có hình dạng như một cái túi, đáy nằm ở phía đông và miệng thì lại thắt lại ở phía tây. Phần nổi của đảo dài 160m, rộng tối đa 130m. Khi thủy triều xuống thấp, độ cao của đảo khoảng 3m, mép bờ đảo xa thêm được khoảng 50m nữa. Cấu trúc san hô của đảo dựng đứng và đảo thường xuyên có sóng to gió lớn. Do vậy, việc ra vào đảo gặp rất nhiều khó khăn. Dù sức gió mới chỉ ở cấp 3 hoặc là cấp 4, có những tàu đã phải quay về hoặc là chờ khi sóng lặng thì mới lên được đảo. Và đó là câu chuyện về tất cả những điểm cực của Việt Nam, những nơi đón bình minh sớm nhất, đón bình minh muộn nhất, những nơi gần xích đạo nhất và những nơi gần phương Bắc nhất. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này, một câu chuyện về Tết, một câu chuyện về Việt Nam. Và nếu như bạn đang xem video này vào đúng dịp Tết thì xin gửi đến các bạn lời chúc mừng năm mới. Chúc một năm mới và lúc nào chúng ta cũng đón ánh bình minh sớm nhất so với tất cả mọi người. Cảm ơn và hẹn gặp lại.